Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tai nạn giao thông được phát sóng trên kênh truyền hình giao thông từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Để mở đầu bản tin ngày hôm nay, ngày 18 tháng 2, chúng tôi xin đề cập đến tình huống giao thông nguy hiểm. Vụ việc xảy ra khi trời tối tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang được camera an ninh ghi lại. Theo clip, nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao vì không quan sát được ổ gà phía trước nên lao vào, khiến cả người và phương tiện lộn nhiều vòng rồi ngã xuống đường. Nạn nhân sau đó nằm im bất động, bị thương nặng. Thưa quý vị, việc người đi xe máy bị té ngã, xe ba gác hay xe tải bị sụt khi không may lọt vào ổ gà, ổ voi không phải là chuyện quá hiếm tại nhiều địa phương. Đặc biệt với những hôm trời mưa lớn khiến đường ngập nước khi trời tối gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát. Và đối với những người mới chưa quen đường, tình trạng này càng diễn ra thường xuyên. Đáng chú ý, không ít người kém may mắn sau khi ngã xuống đã bị ô tô đi phía sau cán trúng, hậu quả cũng nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nguy cơ tai nạn bởi ổ gà, ổ voi vẫn luôn rình rập. Hy vọng lực lượng chức năng các địa phương sớm khắc phục những tuyến đường không đảm bảo điều kiện an toàn giao thông, không để người dân phải nơm nớp lo sợ khi đi qua các bẫy tử thần trên đường, và chúng ta cũng không còn phải bắt gặp những tình huống đáng tiếc như thế này. Sau đây là một số tin tức tai nạn đáng chú ý được cập nhật đến thời điểm 15 giờ chiều nay, ngày 18 tháng 2. Trong sáng nay và đêm qua ngày 17 tháng 2, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra hai vụ tai nạn giao thông. Theo đó, khoảng 7 giờ 20 phút sáng nay, ô tô mang biển kiểm soát 30H82093 lưu thông trên quốc lộ 1A hướng từ Thường Tín về nội thành. Đến trước cửa số nhà 138 Ngọc Hồi thuộc thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, ô tô đột ngột mất lái, lao lên giải phân cách giữa đường. Tại hiện trường, phương tiện nằm ngang, hư hỏng phần đầu, cột đèn giữa đường bị húc đổ. May mắn thời điểm này, lượng người và phương tiện lưu thông qua khu vực chưa đông, không có ai bị thương sau vụ việc. Trước đó, khoảng 23 giờ 10 phút đêm qua, nhiều nhân chứng khẳng định có một tốp xe máy do nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi với tốc độ cao từ đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương. Chiếc xe máy đi đầu mang biển số Hà Nội do hai thanh niên trẻ điều khiển đã không làm chủ tốc độ và chạm với xe máy do một người mặc đồng phục tài xế công nghệ điều khiển. Hậu quả, hai xe máy cùng bị kéo lê, lao thẳng vào thành cầu. Sau va chạm, hai phương tiện hư hỏng, ba người trên hai xe bị hất văng, bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu. Cũng theo các nhân chứng, rất may có thành cầu ngăn lại, nếu không nạn nhân có thể bị hất văng xuống mặt đường cao gần 10 mét. Thưa quý vị, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vừa tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một người đàn ông bị tàu hỏa tông tử vong. Theo thông tin ban đầu, gần 16 giờ chiều qua, đoàn tàu số hiệu SE6 chạy hướng Nam Bắc. Khi tàu qua khỏi cầu sắt Bình Lợi thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thì tông trúng người đàn ông khoảng 55 tuổi đang ngồi trên đường ray. Hậu quả, người đàn ông tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, đoàn tàu dừng vài phút để trình báo, cung cấp thông tin rồi tiếp tục hành trình. Một số người dân sống gần hiện trường cho biết nạn nhân ở nơi khác đến trước khi xảy ra tai nạn, có đi xin tiền một số người, sau đó lên đường ray ngồi. Người dân có kêu nạn nhân đi xuống nhưng bất thành. Còn trong sáng qua vào lúc 10 giờ, tại km 46 400 quốc lộ 6, đoạn qua xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, xảy ra vụ tai nạn khác. Khi xe ô tô mang biển kiểm soát 29A44599 đang lưu thông bất ngờ va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 28C05849 chạy theo hướng ngược lại. Va chạm khiến nam tài xế ô tô bị thương nặng, hai phương tiện hư hỏng. Được biết nạn nhân sinh năm 1980, trú tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.